Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Mường Trà. Thưa quý vị và các bạn, 5 năm qua thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Mường Trà đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Do đó, đã đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Hoàn thành các chỉ tiêu, trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt so với nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 19, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Hành 20 nghị quyết, 36 chỉ thị, 95 kế hoạch và nhiều văn bản khác cụ thể hóa, lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Công tác cán bộ có chuyển biến tích cực. Việc đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ được thực hiện đúng quy trình, quy định. Tăng cường, chọn, cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác phát triển đảng được quan tâm chú trọng về số lượng và chất lượng. Nhiệm kỳ qua kết nạp mới 890 đảng viên. Hiện đảng bộ huyện có 49 tổ chức cơ sở đảng với 2.788 đảng viên, tăng 890 đảng viên so với năm 2015. Qua đánh giá hàng năm có 54% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, không có cơ sở đảng yếu kém, 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Và một trong những cái bài học kinh nghiệm mà chúng tôi rút ra trong cái nhiệm kỳ vừa qua là thứ nhất là phải tập trung quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các cái nghị quyết chỉ thị của Trung ương, của tỉnh ủy về lãnh đạo chỉ đạo các cái nhiệm vụ trọng tâm. Cái thứ hai nữa là tập trung xây dựng củng cố hệ thống tổ chức đảng, hệ thống chính trị ở cơ sở và phát huy tốt cái vai trò, cái năng lực, cái khả năng lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các cấp ủy tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc các đoàn thể cơ sở trong cái việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Cái thứ ba là chúng tôi cũng xác định rằng là để hoàn thành tốt nhiệm vụ thì phải có cái cụ thể hóa các cái chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ, mục tiêu mà nghị quyết đại hội đề ra sát với cái thực tế, tình hình thực tiễn của địa phương cơ sở. Cái thứ tư nữa là tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các cái mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết đại hội, đồng thời là phải tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết, đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết qua từng năm, đồng thời là có cái xác định, cái chấn chỉnh kịp thời những cái tồn tại, khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết và các cái mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đã đề ra. Ban chấp hành Đảng bộ huyện luôn xác định đẩy mạnh tinh thần nêu gương về đạo đức, công vụ và trách nhiệm thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức, nhất là người đứng đầu. Bởi vậy, đã tạo cho các phong trào thi đua trên các lĩnh vực có sự chuyển biến rõ nét cả về nội dung, hình thức cũng như tinh thần thực hiện. Nhất là những kết quả trong thực tiễn lao động và công tác ở các cơ quan, đơn vị, địa phương. Mặc dù gặp không ít những khó khăn do những cái yếu tố vốn có của một cái huyện đặc biệt khó khăn ở miền núi. Hai nữa là cái thời tiết khí hậu nó diễn biến bất thường, không thuận lợi cho sản xuất. Thiên tai, mưa lũ xảy ra thiệt hại rất lớn đến các công trình, cơ sở hạ tầng, rồi là cái sản xuất và đời sống của nhân dân. Song dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy đảng và chính quyền các cấp, sự đồng thuận của nhân dân các dân tộc trên địa bàn, nên là huyện Mường Trà đã thực hiện và
hoàn thành tốt cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng củng cố chính quyền, cải cách hành chính. Về phong trào thi đua thực hiện phát triển kinh tế xã hội 5 năm, giai đoạn 2015-2020 đã có nhiều chuyển biến tích cực, có bước phát triển khá. Huyện đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng phát huy lợi thế của từng vùng. Các phong trào thi đua chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi có năng suất cao, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất đã góp phần đưa tổng sản lượng lương thực năm 2020 đạt 21.825 tấn, tăng 540 tấn so với năm 2015. Lương thực bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 440 kg trên người trên năm, tăng 110 kg trên người trên năm so với năm 2015. Duy trì chăm sóc bảo vệ 1.267 ha cây cao su, đã khai thác mủ 654 ha, sản lượng 589 tấn. Chú trọng phát triển cây công nghiệp ngắn ngày như đậu tương, lạc, phát triển cây ăn quả với diện tích 844 ha, tăng 304 ha so với năm 2015. Thực hiện chuyển đổi đất nương bạc màu kém hiệu quả sang trồng các loại cây khác có hiệu quả kinh tế cao như dứa, rong giềng, cây ăn quả. Với diện tích là 385 ha, xây dựng 9 chuỗi liên kết với tổng diện tích trên 100 ha. Chăn nuôi phát triển ổn định, tốc độ tăng trưởng đàn gia súc tăng bình quân 4,5% một năm. Hiện toàn huyện có gần 52.000 con gia súc, tăng hơn 6.000 con so với năm 2015. Gia cầm phát triển khá, thủy sản tăng cả về diện tích và sản lượng. Trước kia thì gia đình còn khó khăn, với lại nhà nước giúp lỡ được 50 triệu, chỉ mua được cả hai con trâu thôi. Về sau thì nó đẻ ra hai con trâu, mấy năm đẻ một con, xong lại thành mấy năm thì thành hai con trâu. Bây giờ gia đình thì cũng giả được hết rồi, không còn nợ nữa. Bây giờ nó đẻ ra như thế này thì bọn chị đã nuôi thêm thôi. Công tác tài chính tiền tệ trong những năm qua cơ bản đáp ứng được nhu cầu chi tiêu của huyện và nhân dân, góp phần tích cực vào sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo của địa phương. Tổng thu ngân sách giai đoạn 2015-2020 đạt 2.695 tỷ đồng, bình quân đạt 539 tỷ đồng trên năm, tăng trung bình 29 tỷ đồng một năm. Thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân 7,56% một năm. Thu ngân sách 5 năm qua luôn đạt chỉ tiêu Ủy ban Nhân dân tỉnh giao. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 27 triệu đồng, tăng 2,3 triệu đồng so với năm 2015. Giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng theo giá trị hiện hành năm 2020 ước đạt 259,81 tỷ đồng, tăng 127,6 tỷ đồng so với năm 2015. Tốc độ tăng bình quân đạt 14,5% một năm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn huyện năm 2020 ước đạt 493 tỷ đồng, tăng 269 tỷ đồng so với năm 2015. Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, 5 năm qua thực hiện phong trào thi đua, dạy tốt, học tốt, gắn với việc thực hiện cuộc vận động, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm. Cuộc vận động xã hội hóa giáo dục, phong trào thi đua mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo, đã đưa chất lượng giáo dục đào tạo của huyện ngày càng được nâng cao. Đến nay, huyện đã có 30 trên 47 trường học đạt chuẩn quốc gia, đạt 63,8%, tăng 9 trường so với năm 2015. Tỷ lệ học sinh các cấp lên lớp đạt 99,8%. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp đạt từ 99,7 đến 100%. Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao tiếp tục phát triển, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được đẩy mạnh. Toàn huyện có 54,4% số hộ gia đình, 63,7% số bản tổ dân phố, 86,2% cơ quan đơn vị trường học được công nhận gia đình, bản, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, trường học được công nhận văn hóa. Công tác bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa trên địa bàn được quan tâm. Có 2 di sản văn hóa được công nhận cấp quốc gia: nghệ thuật thêu hoa văn trên trang phục dân tộc Mông Hoa, di tích danh lam thắng cảnh hang động Hủy Cang Hủy Đáp Sapa Ham. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân đã được cải thiện đáng kể.
Đến thời điểm này đã có 3 xã cơ bản đạt chuẩn tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới, 100% hộ dân được cấp nước sạch. Các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa vì người nghèo đã trở thành hoạt động thường xuyên của các cấp, các ngành và mọi tầng lớp nhân dân. Trong những năm qua đấy, thì cấp ủy chính quyền huyện đã chủ động trong công tác xây dựng đời sống văn hóa cộng đồng dân cư và từng bước nâng cao đời sống tinh thần cho đồng bào nhân dân các dân tộc của huyện, đặc biệt là những xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, đồng bào dân tộc thiểu số. Các lĩnh vực về y tế, xóa đói giảm nghèo, rồi là giải quyết việc làm, an sinh xã hội được huyện quan tâm, nâng cao cái chất lượng, góp phần làm thay đổi cái diện mạo và cái cuộc sống của bà con nhân dân của trong huyện, đặc biệt là những xã biên giới, xã vùng cao. Rồi bên cạnh đó thì chúng ta thấy là cái hệ thống y tế từ huyện đến xã được củng cố, được đầu tư và người bệnh thì được tiếp cận những cái dịch vụ y tế có chất lượng. Rồi là có thể khẳng định cái lĩnh vực văn hóa, xã hội trên địa bàn đã và đang có những cái chuyển biến tích cực. Đối với lĩnh vực quốc phòng an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện luôn coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng nhằm nâng cao phẩm chất chính trị cho cán bộ chiến sĩ. Cùng với đó là đẩy mạnh các phong trào thi đua trong toàn đơn vị. Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện giao cho các đơn vị xây dựng kế hoạch thi đua sát với tình hình thực tế, gắn các phong trào thi đua với việc thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về công tác xây dựng chỉnh đốn đảng. Đảng ủy Quân sự huyện có cái nghị quyết lãnh đạo đối với lực lượng vũ trang huyện thông qua các cái đợt phong trào thi đua, rồi cuộc vận động thì đã mang lại cái không khí, rồi là cái hoạt động sôi nổi trong lực lượng vũ trang huyện, không những lực lượng thường trực thông qua những đợt triệu tập huấn luyện và dự bị động viên hàng năm và dân quân tự vệ theo cái chương trình kế hoạch thì đã tạo cái sức lan tỏa lớn trong cái lực lượng vũ trang huyện và đã đạt được những cái kết quả hiệu quả nhất định, nhất là cái giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là đối với các xã biên giới của huyện. Các phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc, học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc cũng được duy trì với những việc làm cụ thể. Qua đó thì chúng tôi cũng để lấy các cái tiêu chí để mỗi một cán bộ chiến sĩ lượng công an huyện xuống với tinh thần là gần dân, lắng nghe ký nhân dân và phục vụ nhân dân với những điều kiện, những khả năng của mình để đảm bảo cho cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân ở trên địa bàn huyện Mường Trà. Nhìn lại 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mường Trà tự hào về những thành quả đã đạt được trong thành tích chung ấy, có sự đóng góp quan trọng, tích cực của các phong trào thi đua yêu nước qua các thời kỳ. Đây cũng chính là động lực quan trọng để các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong huyện đồng sức, đồng lòng, chủ động, sáng tạo, dấy lên cao trào thi đua với một khí thế mới, quyết tâm cao để sớm đưa huyện Mường Trà trở thành huyện phát triển trong tỉnh. Chương trình của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Mường Trà đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.